They had to leave the meeting. Gì đó, thủng có hai lần lại rồi. À, trong đêm nay hàng sẽ về nên là kho cũng không nhiều lắm, kho ở bên mình rộng 500 m², còn hai kho nữa. Đây bên mình sẽ phải xe kéo hàng này di chuyển các kho. Bây giờ mình lên tầng trên nhé. Đây bên mình dùng rất nhiều súng khí để đóng hàng này. Mình sẽ bật đèn lên. Đây mọi người nhìn lên rõ chưa? Đó. Đây đây trên tầng. Toàn bên này là kho thảm, còn phía mặt trước của mình là sẽ là các kho đồng hồ. Các kho thảm bên mình đều có logo ấy thao nhé, để các su chung chung sợt. Thằng nó rất dày, thằng đẹp hơn tắm rồi. Đây thằng đông nhé. Để cho kệ. Nó sẽ nóng xong tí. Xong nó sẽ tí. Đây thằng nó kiểu này. Đồng mềm lụi. Đây để các su chống trượt này. Có logo cái hầu bên mình nhé.